Đọc Kinh Thánh do các anh chị em Thánh Linh.net thực hiện. Sách Ma-ca-bê 2. Sách Ma-ca-bê 2, chương 1, câu 1 đến câu 36. Anh em Do Thái ở Jerusalem và miền Jude xin kính chào anh em Do Thái ở Ai Cập và kính chúc anh em được vạn an. Xin Thiên Chúa ban phúc lộc cho anh em và xin người nhớ lại giao ước người đã lập với các tôi trung của người là Abraham, Isaac và Jacob. Xin người cho tất cả anh em hết một lòng thờ phượng người và làm theo ý người với tâm hồn quảng đại và tinh thần cương quyết. Xin người mở lòng anh em đón nhận lề luật cũng như các lệnh truyền của người và ban bình an cho anh em. Xin người nhậm lời anh em cầu nguyện và cho anh em được hòa giải với người. Xin người đừng bỏ mặc anh em trong buổi gian nan. Bây giờ ở đây chúng tôi đang cầu nguyện cho anh em dưới triều vua Demetrio năm 169. Chúng tôi, những người Do Thái, đã viết cho anh em suốt những năm phải vô cùng khốn đốn kể từ khi Gia-son và những người theo ông phản bội đất thánh và vương quốc, phóng hỏa đốt cổng đền thờ, đổ máu người vô tội. Chúng tôi đã cầu xin Đức Chúa và người đã nhận lời. Chúng tôi đã dâng lễ hy tế và tinh bột lúa miến. Chúng tôi đã thắp đèn và dâng bánh. Vậy giờ đây xin anh em cử hành các ngày lễ lều trong tháng Kít Lêu. Thư đề năm 188. Những người Do Thái ở Jerusalem và miền Jude cùng với hội đồng kỳ mục và ông Juda xin kính chào ngài Aristobulo, quốc sư của vua Ptolemai và hậu duệ của các vị tư tế đã được sức dầu tấn phong, cùng xin gửi lời chào thăm những người Do Thái ở Ai Cập. Kính chúc ngài và anh em được dồi dào sức khỏe. Được Thiên Chúa giải thoát khỏi những tai họa lớn lao, chúng tôi hết lòng tạ ơn người vì người đã chiến đấu chống lại nhà vua. Chính người đã tiêu diệt những kẻ đánh phá thành thánh. Thật thế, tướng chỉ huy của chúng dẫn một đạo quân được coi là bách chiến bách thắng đến Ba Tư đã bị đánh tan trong đền thờ nữ thần Nanaya, vì chúng đã mắc phải mưu của các tư tế nữ thần, viện cớ kết hôn với nữ thần. Vua Antiocho cùng với các bạn hữu đã đến nơi ấy chiếm đoạt nhiều của cải, làm như của hồi môn. Sau khi các tư tế của nữ thần Nanaya đem trình các báu vật, vua Antiocho cùng một số người tiến vào nội vi điện thờ. Nhưng khi vua vừa tiến vào, các tư tế đóng cửa đền thờ lại, mở cửa bí mật trên trần nhà, ném đá như sấm sét xuống đầu vị tướng chỉ huy. Rồi họ phanh thây ông ra từng mảnh và chặt đầu quẳng ra cho những người đứng ở ngoài. Xin chúc tụng Thiên Chúa chúng ta vì mọi việc người làm. Người đã trao nộp quân vô đạo vào tay thần chết. Vậy sắp đến ngày 25 tháng Kít Lêu là ngày mừng lễ thanh tẩy đền thờ. Chúng tôi thấy cần phải báo cho anh em biết điều đó, để cả anh em cũng mừng lễ trên theo kiểu lễ lều và lễ lửa. Lễ lửa đã xuất hiện từ khi ông Nơ-khe-mi-a, người xây lại đền thờ và bàn thờ, dâng lễ hy tế. Quả vậy, khi cha ông chúng ta bị dẫn sang Ba Tư, các tư tế đạo đức thời ấy đã bí mật lấy lửa từ bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, đem cất vào một cái hốc của một giếng cạn, và họ đã giấu kỹ đến nỗi không ai biết ở chỗ nào. Nhiều năm đã trôi qua, vào lúc Thiên Chúa muốn, vua Ba Tư đã sai ông Nơ-khe-mi-a truyền cho con cháu các tư tế phải tìm cho ra lửa xưa cha ông họ đã giấu. Nhưng các người này cho biết là không tìm thấy lửa, mà chỉ thấy một thứ nước đặc. Ông Nơ-khe-mi-a truyền cho họ múc hết nước ấy đem về. Sau khi các thứ cần thiết để dâng hy tế được mang lên bàn thờ,
ông Nơ-khe-mi-a truyền cho các tư tế, lấy nước ấy tưới lên củi và các lễ vật đặt trên củi. Làm như vậy xong được một lúc thì mặt trời, trước đó bị mây che phủ, bây giờ bắt đầu chiếu sáng, và một ngọn lửa lớn bùng lên khiến mọi người sững sờ kinh ngạc. Đang khi lửa thiêu hủy lễ vật, thì các tư tế cầu nguyện cùng với tất cả mọi người. Ông Jonathan sướng lên, những người khác cùng với ông Nehemia đáp lại, và nội dung lời cầu nguyện ấy như sau. Lạy Đức Chúa là Thiên Chúa, đấng tạo thành vạn vật, đấng oai nghiêm dũng mãnh công chính và khoan dung. Chỉ mình Ngài là vua, chỉ mình Ngài tốt lành, chỉ mình Ngài quảng đại, chỉ mình Ngài công chính toàn năng và vĩnh cửu. Ngài là đấng cứu thoát Israel khỏi mọi tai họa, là đấng tuyển chọn và thánh hóa cha ông chúng con. Xin đón nhận hy tế chúng con dâng để cầu cho toàn thể Israel. Xin bảo vệ và thánh hóa phần gia nghiệp của Ngài. Xin tập hợp anh em chúng con đang tản mát khắp nơi. Xin giải phóng những người bị dân ngoài bắt làm nô lệ. Xin nhìn đến những người bị khinh khi và bị coi là ghê tởm, để chư dân nhận biết Ngài là Thiên Chúa của chúng con. Xin trừng trị những ai áp bức chúng con và bọn người kiêu căng nhục mạ chúng con. Xin định cư dân Ngài trong thánh địa như ông Mô-xê đã nói. Bấy giờ các tư tế hát thánh thi. Sau đó khi các tế phẩm được thiêu hủy rồi, ông Nehemia truyền đổ phần nước còn lại lên những tảng đá lớn. Công việc này vừa xong thì một ngọn lửa bùng lên nhưng lại bị át đi vì ánh sáng đốt trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu. Khi hay biết sự việc, người ta báo cho vua Ba Tư rằng có một thứ nước xuất hiện tại nơi các tư tế bị lưu đày đã cất giấu lửa. Ông Nehemia và các bạn đã dùng nước ấy mà thanh tẩy các tế phẩm. Vậy sau khi điều tra sự việc, nhà vua cho rào chung quanh và biến nơi ấy thành khu đất thiêng. Vì thế nhà vua thu được nhiều lợi nhuận, rồi chia một phần cho những kẻ đẹp lòng mình. Ông Nehemia và các bạn gọi nước ấy là nếp tha, nghĩa là thanh tẩy, còn phần đông gọi là nếp thai. Sách Ma-ca-bê 2, chương 2, câu 1 đến câu 32. Theo các hồ sơ lưu trữ, người ta biết rằng ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã truyền cho những người bị lưu đày phải cất giữ lửa như đã chỉ. Sau khi trao sách luật cho những người bị phát lưu, ngôn sứ đã chỉ thị cho họ không được quên những mệnh lệnh của Đức Chúa và không được để cho tâm trí ra lầm lạc khi nhìn thấy các tượng bằng vàng, bằng bạc và đồ trang trí các tượng ấy. Ông cũng dùng những lời tương tự để khuyến khích họ đừng sao nhãng lề luật. Cũng bản văn ấy còn cho biết là vị ngôn sứ khi được Thiên Chúa dạy bảo, đã truyền phải đưa lều và hòm bia cùng đi với ông lên núi ông Mô-xê đã lên, để nhìn ngắm cơ nghiệp của Thiên Chúa. Khi đến đó, ông Giê-rê-mi-a gặp thấy một cái nhà giống hình một cái hang. Ông đưa lều, hòm bia và bàn thờ dâng hương vào đấy, rồi bít cửa lại. Sau đó, một số người đồng hành với ông tính trở lại để đánh dấu con đường, nhưng họ không thể tìm ra. Biết chuyện ấy, ông Giê-rê-mi-a trách mắng họ. Nơi ấy chẳng ai được biết cho đến khi Thiên Chúa tập hợp dân lại và tỏ lòng thương xót họ. Bấy giờ Đức Chúa sẽ cho thấy lại những vật thánh đó. Vinh quang của Đức Chúa và đám mây sẽ xuất hiện như đã từng xuất hiện dưới thời ông Mô-xê và thời vua Sa-lô-môn, khi vua này cầu xin cho nơi thánh được cung hiến một cách long trọng. Cũng bản văn ấy cho biết, vua Sa-lô-môn, một con người khôn ngoan, đã dâng hy lễ để cung hiến và khánh thành đền thờ như thế nào. Xưa kia khi ông Mô-xê cầu xin Đức Chúa,
thì lửa từ trời đã xuống thiêu hủy các lễ vật hiến tế như thế nào, thì khi vua Salomon cầu xin, lửa cũng đốt cháy các lễ vật toàn thiêu như vậy. Ông Môsê đã nói, vật gì đã dâng lên làm của lễ đền tội thì không được phép ăn mà phải đốt sạch. Cũng vậy, vua Salomon đã mừng lễ suốt 8 ngày liền. Các việc trên đây đã được thuật lại trong hồ sơ lưu trữ và trong hồi ký của ông Nehemiah. Ngoài ra cũng còn thuật lại việc ông thành lập thư viện, thu thập các sách liên quan đến các vua và ngôn sứ, các sách của vua David, các thư của các vua liên quan đến các lễ vật biệt hiến. Cũng vậy, ông Giuđa đã thu thập tất cả các sách đã bị phân tán hồi chúng tôi gặp chiến tranh. Các sách đó hiện chúng tôi đang giữ. Vậy khi nào cần tới, xin anh em cho người đến mang về. Vậy sắp đến ngày mừng lễ thanh tẩy đền thờ, chúng tôi viết thư này cho anh em. Mong anh em xử sự thế nào cho đẹp khi mừng các ngày lễ ấy. Quả thật chính Thiên Chúa đã cứu thoát toàn thể dân người và ban cho tất cả được thừa hưởng gia nghiệp, vương quyền, chức tư tế và ơn được hiến thánh, như người đã hứa trong lề luật. Vì thế chúng tôi hy vọng rằng chẳng bao lâu nữa chính Thiên Chúa sẽ thương xót và tập hợp chúng ta lại từ khắp tứ phương thiên hạ về nơi thánh. Bởi vì người đã cứu chúng ta khỏi những tai họa lớn lao và thanh tẩy nơi thánh này. Đây là những chuyện về ông Giuđa Maccabê và các anh em, về lễ thanh tẩy đền thờ vĩ đại, về việc cung hiến bàn thờ, cũng như về những cuộc chiến chống lại vua Antioco Epiphane và Eupato con vua, về những cuộc hiển linh của Thiên Chúa dành cho những dũng sĩ đã cam trường chiến đấu cho Do Thái giáo với lực lượng không đáng kể mà họ đã cướp phá toàn miền, đuổi các đám quân ngoại bang, khôi phục lại ngôi đền thờ lừng danh thế giới, giải phóng thành đô, tái lập các luật lệ có nguy cơ bị hủy bỏ. Nhờ Đức Chúa đã mở đường từ bi thương xót họ. Tất cả những chuyện đó ông Gia-son, người Kyrene, đã trình bày trong 5 cuốn sách. Nay chúng tôi thu gọn lại thành một cuốn duy nhất. Quả thật, khi nhìn thấy biết bao số liệu dài vô tận và nỗi khó khăn của những người muốn nghiên cứu các trình thuật lịch sử, vì tư liệu thật dồi dào, chúng tôi đã cố trình bày sao cho hấp dẫn đối với những người chỉ muốn đọc cho biết, sao cho thuận tiện đối với những người muốn ghi nhớ các sự kiện, và sao cho hữu ích đối với tất cả những ai tình cờ đọc được sách này. Đối với chúng tôi, lãnh trách nhiệm nặng nề là làm công việc tóm tắt này thật không phải dễ. Công việc ấy đòi hỏi phải đổ nhiều mồ hôi và phải thức khuya dậy sớm. Công việc này cũng khó khăn như công việc của người đãi tiệc tìm cách thỏa mãn thực khách. Tuy nhiên, để bày tỏ lòng biết ơn đối với nhiều người, chúng tôi xin sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm nặng nề đó. Chúng tôi xin nhường cho tác giả trình bày cặn kẽ từng chi tiết. Còn chúng tôi sẽ cố gắng theo các nét đại cương của một bản tóm lược. Thật thế, cũng như một kiến trúc sư thiết kế ngôi nhà mới, phải bận tâm bận trí lo cho toàn bộ công trình, còn thợ sơn thợ vẽ chỉ lưu ý đến những gì thích hợp cho công việc trang trí. Thiết tưởng công việc của chúng tôi cũng như vậy. Đi sâu vào từng sự kiện lịch sử, bàn rộng đến các vấn đề và lao tâm khổ tứ về các chi tiết thì xứng hợp với tác giả. Còn tìm cách diễn tả tóm tắt cho gọn gàng thay vì đi vào chi tiết thì đó là công việc của người lược thuật. Vậy bây giờ chúng ta vào đề ngay, không thêm gì ngoài những điều đã nói. Thật là ngây ngô nếu phần mở đầu thì dài, còn những phần chính thì lại quá ngắn. Sách Maccabê 2 chương 3 câu 1 đến câu 40.
Trong khi thành thánh được thái bình thịnh trị và lề luật thi hành nghiêm túc, nhờ thượng tế Onia là người đạo hạnh và ghê tởm sự dữ, thì cả các vua cũng tôn trọng nơi thánh và dâng nhiều lễ vật quý giá để làm cho đền thờ thêm rực rỡ vinh quang. Đến độ vua Seleuco ở Asia đã lấy tài sản riêng mà đài thọ mọi khoản chi phí về việc tế tự. Nhưng có một người tên là Simon thuộc chi tộc Pinga được đặt làm quản lý đền thờ. Ông bất đồng ý kiến với thượng tế về việc quản lý thị trường của thành đô. Vì không thể thắng thượng tế Onia nên ông đã đến gặp Apollonio, quê ở Thaxeo, bấy giờ đang làm tổng trấn vùng Coile, Syri và Phoenici, và đã báo cáo với ông Apollonio rằng kho tàng ở Jerusalem đầy dãy của cải, nhiều đến nỗi không tài nào đếm hết số lượng tiền bạc to lớn ấy, mà số bạc ấy lại không thuộc về ngân quỹ dành cho tế tự, nên có thể buộc phải đặt tất cả của cải ấy dưới quyền vua. Vậy tướng Apollonio đi gặp nhà vua và cho vua biết về của cải người ta đã báo cho ông. Vua chọn ông Heliodoro đang làm tể tướng và sai ông đi mang theo mệnh lệnh phải tịch thu những của cải nói trên. Lập tức, ông Heliodoro lên đường, bề ngoài là đi thanh tra các thành thuộc vùng Coile, Syri và Phoenici, nhưng kỳ thực là thi hành ý định của vua. Đến Jerusalem, ông được thượng tế của thành phố tiếp đón thân tình. Ông cho thượng tế biết chuyện người ta đã tiết lộ và nói rõ lý do khiến ông có mặt ở đây. Rồi ông hỏi sự việc đó có đúng như vậy không? Thượng tế trả lời rằng không đúng như tên Simon vô đạo bày đặt, đó là tài sản của cô nhi quả phụ gửi, và một phần là của ông Hircano, con ông Tobia, một nhân vật rất thế giá. Tất cả của cải ấy chỉ có gần 12.000 ký bạc và 6.000 ký vàng, và lại không bao giờ được phép làm thiệt hại những người vốn đặt tin tưởng vào nơi thánh, vào sự tôn nghiêm và bất khả xâm phạm của ngôi đền thờ được cả thế giới tôn kính. Nhưng dựa vào các chỉ dụ, ông Heliodoro nhất mực nói rằng phải đem tất cả của cải ấy sung vào kho tàng nhà vua. Vì thế, vào ngày ấn định, ông tiến hành kiểm tra tất cả của cải ấy. Khắp cả thành, người ta lo sợ không ít. Các tư tế mặc lễ phục sắp mình trước bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, cầu khẩn Chúa Trời là đấng ra luật về việc ký thác của cải, xin người gìn giữ nguyên vẹn những của người ta ký thác. Ai nhìn thấy diện mạo của thượng tế cũng phải đau lòng, vì dáng điệu và sắc mặt của ông biểu lộ nỗi lo sợ trong tâm hồn, nỗi lo sợ bao trùm con người ông. Thân xác ông run lẩy bẩy, khiến người ta thấy rõ tâm hồn ông đang bị nỗi thống khổ sâu xé. Từng đoàn người đổ xô ra khỏi nhà, đi cầu nguyện chung với nhau, vì nơi thánh sắp bị ô nhục. Đàn bà mặc váy vải thô tràn ngập đường phố, con gái chưa chồng, người thì chạy tuốn ra cổng, kẻ thì lên tường thành, một số nghiêng mình ra cửa sổ. Tất cả đều giơ tay lên trời cầu nguyện, thảm hại biết bao khi nhìn thấy đám đông cúi rạp mình xuống, và thượng tế sợ hãi kinh hoàng. Vậy đang khi họ cầu xin Thiên Chúa toàn năng giữ gìn cẩn thận và nguyên vẹn những của người ta ký thác, thì ông Heliodoro tiến hành điều đã quyết định. Nhưng ngay tại nơi ông và quân cận vệ lúc ấy đang có mặt tại kho bạc, thì Đức Chúa là vua cao cả và quyền năng, biểu lộ vinh quang rực rỡ, đến nỗi những ai cả gan đi vào đều bị Thiên Chúa quyền năng đánh phạt, khiến cho phải thất điên bát đảo. Thật vậy, trước mặt chúng xuất hiện một con ngựa với một kỵ binh oai phong lẫm liệt, yên cương lộng lẫy.
con ngựa hung hăng nhảy chồm lên, đưa hai vó trước đánh ông Heliodoro, còn kỵ binh trông như mặc áo giáp bằng vàng. Cùng lúc ấy có hai thanh niên khác hiện ra với ông, sức mạnh phi thường, diện mạo tuấn tú, y phục bảnh bao, mỗi người đứng một bên đánh ông tới tấp, giáng cho nhiều đòn chí tử. Đột nhiên ông ngã quỵ xuống đất, mặt tối sầm lại. Người ta vực ông lên đặt vào cáng. Vừa mới đây chính con người này đã đi vào kho bạc nói trên cùng với đám người tháp tùng và nhóm cận vệ, thì giờ đây lại phải để cho người ta khiêng ra ngoài vì không thể tự cứu mình được. Ai cũng thấy rõ ràng đó là do quyền năng Thiên Chúa. Trong khi ông Heliodoro bị Thiên Chúa quyền năng quật ngã, phải nằm bất động, nói chẳng ra lời, không còn chút hy vọng và vô phương cứu chữa, thì những người Do Thái chúc tụng Đức Chúa, Đấng đã làm cho nơi thánh được tràn ngập vinh quang. Chỉ mới đây đền thờ chìm đắm trong kinh hoàng náo động, thì bây giờ nhờ Đức Chúa toàn năng tỏ mình, lại tràn đầy vui sướng hân hoan. Một số bạn hữu ông Heliodoro vội vàng xin Thượng Tế Onia khẩn cầu Đấng tối cao cứu sống người sắp rút hơi thở cuối cùng. Thượng Tế Onia sợ vua hồ nghi người Do Thái bày mưu hãm hại ông Heliodoro, nên đã dâng hy lễ cầu xin Thiên Chúa cứu chữa ông. Trong khi Thượng Tế dâng lễ xá tội, thì cũng hai người thanh niên ấy mặc cùng một thứ y phục như trước, lại hiện ra đứng gần ông và nói: "Ngươi phải hết lòng tạ ơn Thượng Tế Onia, vì quả thật nhờ Thượng Tế mà Đức Chúa đã ra ân cho ngươi được sống. Ngươi đã bị Chúa Trời quật ngã, thì chính ngươi phải công bố cho mọi người biết quyền năng cao cả của Thiên Chúa." Nói xong, họ biến mất. Sau khi dâng hy lễ kính Đức Chúa, ông Heliodoro đã long trọng thề hứa với Đấng đã ban lại cho ông sự sống. Ông chào từ biệt Thượng Tế Onia, rồi cùng đoàn quân trở về với vua. Ông làm chứng cho mọi người về những việc Thiên Chúa cao cả đã làm, mà chính ông đã được nhìn thấy tận mắt. Vua hỏi ông Heliodoro xem ai là người xứng đáng để được cử đi Jerusalem một lần nữa. Ông trả lời: "Nếu vua có kẻ thù hay người nào âm mưu phản quốc, thì xin sai đến đó. Nếu nó còn sống sót mà trở về với vua, thì cũng bị đánh tơi bời. Vì quả thật quyền năng cao cả của Thiên Chúa bao trùm nơi thánh. Quả vậy, Đấng ngự trên trời luôn giữ gìn che chở nơi ấy. Người sẽ quật ngã và tiêu diệt những ai đến đó làm điều ác. Đó là chuyện ông Heliodoro và việc bảo vệ kho bạc." Sách Ma-ca-bê 2, chương 4, câu 1 đến câu 50. Ông Simon được nói đến ở trên là người trước kia đã tiết lộ kho tàng và phản bội tổ quốc, lúc này lại vu khống Thượng Tế Onia, coi Thượng Tế như người đã ngược đãi ông Heliodoro và gây ra các tai họa. Ông Simon dám gọi vị ân nhân của thành phố, người bảo vệ đồng bào, người nhiệt thành với lề luật là kẻ mưu phản. Hận thù ngày càng gia tăng đến nỗi một trong số những người được ông Simon tin cậy đã phạm tội sát nhân. Thượng Tế Onia nhận thấy cuộc tranh chấp thật là nguy hiểm, và sự ủng hộ của ông Apollonio, con ông Menetheo, tướng chỉ huy miền Coilesiri và Phenisi, càng làm cho ông Simon thêm độc ác, nên Thượng Tế Onia đến yết kiến nhà vua, không phải để tố cáo đồng bào mình, nhưng vì lợi ích chung của toàn dân và riêng cho mỗi người. Quả thật, Thượng Tế thấy rõ nếu nhà vua không can thiệp, thì đất nước không thể hưởng bình an, và ông Simon chẳng bỏ được tính ông cuồng. Khi vua Seleuco băng hà và vua Antiocho biệt danh là Epiphane
nắm quyền cai trị vương quốc, thì ông Gia-son em của ông Onia đã đoạt chức thượng tế. Nhân một buổi yết kiến vua, ông hứa nộp cho vua 10.000 ký bạc và thêm 2.400 ký lấy từ nguồn lợi khác. Ngoài ra, ông còn hứa sẽ nộp 4.500 ký bạc nữa nếu ông được phép dùng quyền riêng thiết lập một thao trường và một huấn trường, cùng lập danh sách những công dân Antiocho tại Jerusalem. Được nhà vua chấp thuận, lại có quyền trong tay, ông Gia-son liền cưỡng bách đồng bào sống theo lối Hy Lạp. Ông cũng bãi bỏ các đặc quyền nhà vua đã ban cho người Do Thái vì lòng nhân đạo, nhờ hoạt động của ông Gioan, cha của ông Eupolemo, người sau này được cử làm đại sứ ký kết hòa ước hữu nghị và liên minh với người Roma. Ông còn hủy bỏ các tổ chức hợp pháp và lập ra các tục lệ mới trái với lề luật. Quả vậy, ông lấy làm thích thú xây dựng một thao trường ngay dưới chân đồi Acropoli và đưa các học viên ưu tú của huấn trường thuộc quyền ông tới thao luyện. Cũng vì sự gian tà quá quắt của Gia-son, một tên vô lại chứ đâu phải thượng tế, mà phong trào Hy Lạp hóa đạt tới đỉnh cao và phong tục ngoại giáo phát triển mạnh, đến nỗi các tư tế không còn hăm hở phục vụ bàn thờ nữa, nhưng lại coi khinh đền thờ, chảnh mảng trong việc dâng hy lễ. Nên khi vừa nghe có tiếng còng báo hiệu là họ vội vàng đến đấu trường tham dự trò chơi trái với lề luật. Các tư tế không còn đếm xỉa gì đến danh dự quốc gia, mà lại rất mực ham chuộng vẻ huy hoàng của văn hóa Hy Lạp. Chính vì thế, họ lại phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn vì những kẻ mà họ cố theo đòi bắt chước cách ăn thói ở và muốn được nên giống về mọi mặt lại trở nên kẻ thù và người đàn áp họ. Hành động ngạo ngược chống luật Thiên Chúa đâu phải chuyện thường, đó là điều giai đoạn sau sẽ chứng minh. Trong cuộc đại hội thể dục thể thao tổ chức 4 năm một lần ở Tia, có nhà vua hiện diện. Ông Gia-son, một người đê tiện, đã cử một phái đoàn đại diện cho những công dân Antiocho từ Jerusalem đến, mang theo 300 quan tiền để dâng lễ kính thần Heracle. Nhưng các người mang tiền xin đừng dùng số bạc ấy để tế lễ, vì việc đó không thích hợp, mà lại xin dùng vào một khoản khác. Vậy số bạc ấy lẽ ra phải được dùng vào việc dâng lễ kính thần Heracle theo ý người gửi. Nhưng do lời yêu cầu của những người mang tiền, người ta lại đem dùng vào việc đóng tàu chiến. Ông Apollonio, con ông Menetheo, được cử sang Ai Cập dự đại lễ của vua Philometo. Khi được biết vua Philometo chống đối đường lối chính trị của mình, vua Antiocho tỏ ra bận tâm về an ninh của chính mình, nên đích thân đến Gia-phô rồi đến Jerusalem. Vua được ông Gia-son và thành phố nghênh đón rất trọng thể. Vua tiến vào thành phố giữa hội hoa đăng và tiếng hò reo vang trời dậy đất. Sau đó vua dẫn đoàn quân đến đóng trại ở Phoenicia. 3 năm sau, ông Gia-son sai ông Menelao, em ông Simon, đem tiền bạc dâng nhà vua và hoàn thành công việc thương lượng những vấn đề cấp bách. Khi được vào chầu vua, ông Menelao đã tự đề cao mình, khiến vua có cảm tưởng ông là một nhân vật quan trọng. Nhờ dâng cho vua số bạc trội hơn số bạc ông Gia-son gần 9.000 ký, nên ông đã đoạt được chức thượng tế. Nhận được giấy sắc phong của vua, ông trở về. Ông chẳng có gì xứng với chức thượng tế, mà chỉ có bộ mặt đằng đằng sát khí của tên bạo chúa và những cơn giận lồng lộn của con thú dữ. Và như vậy, ông Gia-son đã mưu mô đoạt chức thượng tế của anh mình, thì giờ đây lại bị người khác mưu mô đoạt mất, nên bó buộc phải trốn sang miền Amanitis. Còn ông Menelao tuy đã có chức thượng tế nhưng lại không nộp số bạc như đã hứa với vua,
Vì thế ông Sôstrato, vị chỉ huy đồi Acropoli, lên tiếng đòi ông này phải nộp. Vì ông Sôstrato có nhiệm vụ thu thuế, do đó cả hai đã bị vua triệu hồi. Ông Menelao để cho em là ông Lysimachus làm thượng tế thay mình, còn ông Cerate thủ lãnh người đạo ship thay thế ông Sôstrato. Trong thời gian ấy, dân Taxo và Malot nổi loạn vì các thành của họ được tặng cho bà Antiochit, cung phi của vua. Vậy vua hối hả đi dàn xếp việc này, trao quyền nhiếp chính cho một quan đại thần là ông Andronico. Ông Menelao tưởng là nắm được cơ hội thuận tiện nên đã ăn cắp một ít đồ bằng vàng của đền thờ đem biếu ông Andronico. Ông cũng may mắn bán được một số đồ khác ở Tia và các thành lân cận. Thượng tế Onia biết rõ các điều ấy, liền khiển trách ông Menelao sau khi đã rút vào nơi trú ẩn an toàn ở Đát-nê, gần Antiochia. Bởi thế, ông Menelao đi gặp riêng ông Andronico và hối thúc ông này ra tay thủ tiêu ông Onia. Vậy ông Andronico đến gặp ông Onia, dùng mưu trấn an, đưa tay phải ra mà thề. Tuy ông Onia có nghi ngờ, nhưng ông Andronico cũng đã thuyết phục được ông ra khỏi nơi trú ẩn an toàn. Lập tức ông thủ tiêu ông Onia, chẳng kể gì công lý. Chính vì thế, không những người Do Thái mà cả nhiều người ngoại bang cũng phẫn uất và bất bình về tội sát hại con người ấy. Khi vua từ các miền thuộc xứ Kilikia trở về, các người Do Thái trong thành và cả những người Hy Lạp vốn căm ghét tội ác đều đến gặp vua vì ông Onia đã bị sát hại vô lý. Vua Antiochus rất đổi ưu phiền, vua động lòng trắc ẩn, khóc thương người quá cố đầy khôn ngoan và mực thước. Vua đùng đùng nổi giận, bắt lột ngay áo vải điều Andronico đang mặc, truyền xé rách y phục, rồi dẫn đi khắp thành phố, cho đến chính nơi ông ta đã phạm tội sát hại ông Onia. Và tại đó vua đã cho tên sát nhân lìa đời. Thế là Đức Chúa đã giáng cho ông ta một hình phạt đích đáng. Đã xảy ra nhiều vụ ăn trộm của cải đền thờ trong thành do ông Lysimachus chủ mưu và ông Menelao đồng lõa. Tin đồn lan ra ngoài, dân chúng hùa nhau chống lại ông Lysimachus. Nhiều đồ vật bằng vàng đã bị lấy mất. Khi thấy dân chúng nổi dậy lòng đầy căm phẫn, ông Lysimachus vũ trang cho khoảng 3.000 người. Ông ra lệnh cho chúng đàn áp dã man dưới quyền chỉ huy của tên Aurano, tuổi tuy cao nhưng tính ngông cuồng lại chẳng kém. Thấy ông Lysimachus tấn công, dân chúng người thì lượm đá, kẻ thì cầm gậy, một số người bốc cho có sẵn ở đấy ném loạn xạ vào quân của ông Lysimachus. Vì thế họ làm cho nhiều người trong bọn chúng bị thương, một số chết, và khiến những tên còn sót lại phải đào tẩu. Còn chính tên ăn cắp của cải đền thờ thì bị hạ sát ngay bên cạnh kho tàng. Người ta truy tố ông Menelao về những việc ấy. Khi vua Antiochus đến Tia, 3 sứ giả được hội đồng kỳ mục cử đi buộc tội ông ta. Ông Menelao biết mình thua cuộc nên hứa tặng ông Ptolemai, con ông Dorimene, một số tiền lớn để ông ta can thiệp với nhà vua. Thế là ông Ptolemai đưa vua ra ngoài hành lang như để hóng mát, và ông ta đã làm cho nhà vua thay đổi ý kiến. Nhà vua tha cho ông Menelao, người đã gây ra tất cả các tội ác, khỏi bị tố cáo, nhưng lại kết án tử hình những người đáng thương. Những người này giả như có bị đem ra trước tòa án của những kẻ mọi rợ, ắt cũng được tha bổng. Vậy những người biện hộ cho thành, cho dân và các đồ thờ phượng đã phải lãnh ngay một bản án bất công. Chính vì vậy,
ngay cả dân thành Tia cũng căm giận trước tội ác, nên đã lo mai táng họ hết sức trọng thể. Còn ông Menelao dựa vào bọn cường quyền tham nhũng mà vẫn tại chức, mỗi ngày một thêm độc ác và trở nên kẻ thù nguy hiểm của đồng bào. Sách Maccabe 2, chương 5, câu 1 đến câu 27. Vào thời ấy, vua Antiocho chuẩn bị chinh phạt Ai Cập lần thứ hai. Bỗng nhiên, trong khắp thành phố, hầu như suốt 40 ngày, thấy xuất hiện những kỵ binh mặc áo giáp vàng chạy trên không, những đoàn quân võ trang xếp thành hàng ngũ, những đoàn kỵ binh sẵn sàng chiến đấu, những cuộc tấn công và phản kích từ hai phía liên thuận dương lên, giáo mác chất thành đống, gươm tuốt trần, tên bắn vun vút, những đồ bằng vàng sáng choang và áo giáp đủ loại. Vì thế mọi người cầu nguyện để cuộc hiến linh ấy trở nên điềm lành. Nhưng có tin đồn thất thiệt là vua Antiocho băng hà, nên ông Jason đem khoảng 1.000 người bất ngờ đến tấn công thành Jerusalem. Quân bảo vệ tường thành bị đẩy lui, rốt cuộc thành đã bị chiếm và ông Menelao phải chạy trốn vào Acropoli. Ông Jason thẳng tay tàn sát đồng bào mà không nghĩ rằng chính đồng bào là một thất bại nặng nề, lại cứ tưởng mình lập được chiến công nơi kẻ thù chứ không phải nơi người đồng chủng. Thực ra ông ta không nắm được quyền hành và cuối cùng vì âm mưu xảo quyệt mà phải chuốc lấy nhục nhã và lại phải trốn sang miền Ammanitis. Thế là cuộc đời ô trọc của ông ta đến hồi kết thúc, bị Areta vua người Ả Rập bắt giam, rồi phải trốn từ thành nọ tới thành kia, bị mọi người đuổi bắt, bị gớm ghét như tên phản bội lề luật, bị kinh tởm như tên lý hình làm hại tổ quốc và đồng bào, cuối cùng phải phiêu bạt sang tận Ai Cập. Kẻ đã trục xuất biết bao người ra khỏi tổ quốc, nay phải bỏ mạng ở chốn tha hương sau khi sang tá túc nơi người Lakedaimon với hy vọng tìm được chốn tựa nương bên cạnh người đồng chủng. Kẻ đã ném xác nhiều người không cho chôn cất, nay chẳng được một ai tiếc thương, chẳng được an táng và cũng chẳng được yên nghỉ trong phần mộ của tổ tiên. Nghe biết các biến cố ấy, vua Antiocho kết luận là xứ Jude đã phản nghịch. Bởi thế vua rời Ai Cập lòng đầy căm phẫn, dùng bạo lực đánh chiếm thành Jerusalem. Rồi vua truyền cho binh sĩ hễ gặp ai là cứ thẳng tay tàn sát và cắt cổ những ai trốn lên mái nhà. Trẻ già đều vong mạng, đàn ông, đàn bà, con nít đều bị giết, thiếu nữ lẫn hài nhi bị cắt cổ. Chỉ trong 3 ngày thôi mà 80.000 người đã bị diệt vong, 40.000 phải chết vì gươm, số còn lại bị đem bán làm nô lệ. Vẫn chưa hài lòng, vua còn táo bạo đi vào đền thờ thánh thiện nhất trên toàn cõi đất này, nhờ tên phản bội lề luật và tổ quốc là Menelao dẫn lối đưa đường. Bàn tay ô uế của vua đã chiếm các đồ vật thánh, cũng bàn tay nhơ nhớp này vơ vét những tặng vật do các vua khác hiến dâng để làm cho nơi thánh tăng thêm vẻ huy hoàng và vinh dự. Vua Antiocho sinh lòng tự cao tự đại nên không thấy rằng chúa tể Càn Khôn đã nổi giận trong một thời gian ngắn vì tội lỗi của dân cư trong thành. Bởi thế người đã lơ là với nơi thánh. Nhưng nếu dân thành không chìm đắm trong muôn vàn tội lỗi, thì tương tự như Heliodoro, người được vua Seleuco sai đến thanh tra kho bạc, vua Antiocho vừa bước vào đền thờ hẳn cũng bị ngay một trận đòn, khiến ông phải từ bỏ dự định ngông cuồng ấy, không phải vì nơi thánh mà Đức Chúa đã chọn dân, nhưng trái lại chính vì dân mà Đức Chúa đã chọn nơi thánh. Bởi vậy, một khi chịu chung những nỗi bất hạnh với dân tộc, thì sau này chính nơi thánh lại được chung phần phúc lộc, nơi đã bị đấng toàn năng bỏ rơi khi người nổi cơn thịnh nộ,
nay lại được phục hồi trong vinh quang rực rỡ khi Chúa Tể vĩ đại ban ơn hòa giải. Vậy sau khi chiếm đoạt của đền thờ 54.000 ký bạc, vua Antiocho vội vã trở về Antiochia. Vì kiêu ngạo, vua tưởng mình có thể làm cho thuyền bơi trên đất, chân đi trên biển. Lòng vua hóa ra tự cao tự đại. Vua đặt các quan đô hộ để hành hạ nòi giống Israel. Ở Jerusalem có ông Philippe thuộc dân Phrygia, tính tình độc ác hơn cả người bổ nhiệm ông ta. Ở Gerizim có ông Andronico, ngoài những người này ra còn có ông Menelao, là người đàn áp đồng bào còn tệ hơn những người khác. Vì ghét cay ghét đắng người Do Thái, nên vua phái tướng Apollonio, người chỉ huy lính đánh thuê từ vùng Mysia, dẫn một đạo quân 22.000 người đi hạ sát tất cả những người đang trong tuổi sung sức, còn đàn bà con trẻ thì đem bán làm nô lệ. Ông ta đến Jerusalem giả bộ hòa hoãn, đợi cho đến ngày Sa-bát là ngày thánh. Lợi dụng ngày người Do Thái nghỉ việc, ông ta hạ lệnh cho tất cả binh sĩ mang vũ khí. Ông ta truyền chém giết tất cả những ai ra xem, rồi cùng với quân lính cầm vũ khí rảo khắp thành tàn sát một số khá đông dân chúng. Bấy giờ, ông Giuđa biệt danh là Ma-ca-bê đã cùng với 10 người rút vào sa mạc. Tại đây, ông và những người cùng phe đã sống như những thú rừng, chỉ ăn toàn rau cỏ để tránh không vi phạm luật ô uế. Sách Ma-ca-bê 2 chương 6 câu 1 đến câu 31. Ít lâu sau, vua sai một trưởng lão người Athena đến bắt người Do Thái phải từ bỏ những luật pháp của cha ông, không được sống theo luật Thiên Chúa. Ông ta lại còn làm ô uế đền thờ ở Jerusalem và đổi thành nơi kính thần Zeus Olympio, đổi điện thờ ở núi Gerizim thành nơi kính thần Zeus Senio, hợp với lòng dân ở nơi ấy. Tai họa chồng chất khiến mọi người phải điêu đứng và khó lòng chịu đựng nổi. Quả thật, dân ngoại du nhập vào đền thờ những thói đồi bại, những cảnh chè chén say sưa. Chúng đú đờn với bọn điếm, đi lại với đàn bà tại tiền đường nơi thánh, và còn đem cả những điều trái luật vào tận bên trong. Bàn thờ dâng lễ toàn thiêu chất đầy những lễ vật bị cấm và bất hợp pháp, không được phép nghỉ việc ngày Sa-bát, không được giữ các ngày lễ của cha ông, ngay cả xưng mình là người Do Thái cũng không được. Hàng tháng, vào ngày mừng sinh nhật của vua, người Do Thái phải ngậm đắng nuốt cay mà giữ các bữa tiệc cúng thần. Đến ngày lễ kính thần Dioniso, họ buộc phải đội vòng hoa trường xuân đi kiệu thần Dioniso. Do kiến nghị của dân thành Ptolemai, nhà vua ban hành sắc lệnh cho các thành Hy Lạp lân cận cũng phải xử sự với người Do Thái như thế, và buộc họ phải dự các bữa tiệc cúng thần. Còn những ai nhất định không chịu theo phong tục Hy Lạp thì sẽ phải chết. Như thế là có thể dự đoán được tai họa sắp xảy ra. Vậy có hai thiếu phụ bị điệu đến vì đã làm phép cắt bì cho con. Người ta cột đứa trẻ vào ngực các thiếu phụ, rồi công khai dẫn họ đi khắp phố phường và xô họ từ trên tường thành xuống. Những người Do Thái khác tụ tập nhau tại các hang gần thành để bí mật mừng ngày Sa-bát. Người ta tố cáo họ với ông Philippe, nên tất cả đã bị thiêu sống. Họ không dám chống cự vì sợ vi phạm ngày cực thánh. Vậy tôi khuyên những ai sẽ đọc sách này đừng sờn lòng nản chí vì những tai họa nói trên, và xin hiểu cho rằng các hình phạt ấy xảy ra không phải để hủy diệt, mà là để giáo dục nòi giống chúng ta, không để cho những kẻ ngạo ngược yên thân trong một thời gian dài, mà lại mau mắn trừng phạt chúng, thì đó là dấu chỉ một ân huệ lớn lao của Thiên Chúa. Quả thật,
Đối với các dân tộc khác, Chúa Tể nhẫn nại chờ đợi cho đến khi tội lỗi chúng ngập đầu mới trừng phạt. Còn đối với chúng ta, Người không xử như thế. Người không để tội lỗi chúng ta chồng chất rồi mới trừng phạt. Vì thế, Người chẳng bao giờ rút lại lòng thương xót dành cho chúng ta. Người có dùng tai họa để giáo dục dân Người, thì cuối cùng Người vẫn không bỏ rơi. Nhắc lại bấy nhiêu, thiết tưởng cũng tạm đủ. Bây giờ xin tiếp tục câu chuyện. Có một người tên là Elaza, một trong những kinh sư quan trọng, tuy tuổi đã cao nhưng trông rất đẹp lão. Ông bị ép phải há miệng ăn thịt heo, nhưng ông thà chết vinh hơn sống nhục, nên đã tự ý tiến ra nơi hành hình, sau khi đã khạc nhổ hết thịt ra. Ông đã làm như vậy theo thói thường của những người can đảm, là từ chối những thứ luật lệ không cho phép ăn, dù phải ăn để sống. Vì quen biết ông Elaza đã lâu năm, nên những người chủ tọa bữa tiệc cúng thần trái với lề luật kéo riêng ông ra một chỗ. Họ khuyên ông nói với người ta đem thịt đến, thứ thịt được phép dùng, tự tay ông dọn lấy rồi giả vờ như thể mình đang ăn thịt cúng do vua truyền. Làm như vậy ông mới thoát chết, lại còn được đối xử nhân đạo, vì trước kia ông đã xử tốt với họ. Nhưng ông đã có một quyết định dứt khoát, thật xứng với tuổi cao và uy thế của bậc lão thành, với vẻ khả kính của mái tóc trắng phau vì lao tâm khổ tứ, với tác phong hoàn hảo từ buổi thiếu thời, nhất là phù hợp với luật thánh do chính Thiên Chúa lập ra. Ông trả lời họ thật đích đáng, là cứ việc đưa ngay ông xuống âm phủ. Ông nói, ở tuổi chúng tôi, giả vờ là điều bất xứng. E rằng có nhiều thanh niên sẽ nghĩ là ông già Elaza đã 90 tuổi đầu mà còn theo những lề thói dân ngoại. Rồi bởi tôi đã giả vờ và ham sống thêm một ít lâu nữa, nên họ bị lầm lạc vì tôi. Còn tôi thì chuốc lấy vết nhơ và ô nhục cho tuổi già. Dù hiện nay tôi có tránh được hình phạt của người ta, thì sống hay chết tôi cũng sẽ không thoát khỏi bàn tay của Đấng Toàn Năng. Vậy giờ đây, khi can đảm từ giã cuộc đời, tôi sẽ tỏ ra xứng đáng với tuổi già và để lại cho đám thanh niên một tấm gương cao đẹp về cái chết tự nguyện và cao quý, vì đã trung thành với các lề luật đáng kính và thánh thiện. Nói thế rồi, ông đi thẳng đến nơi hành hình. Những người điều ông đến nơi đó đổi thiện cảm vừa có đối với ông thành ác cảm, vì họ cho những lời ông nói là điên khùng. Khi sắp chết vì đòn vọt, ông vừa rên vừa nói, Đức Chúa là đấng thông suốt mọi sự. Hẳn Người biết là dù có thể thoát chết, nhưng tôi vẫn cam chịu những lằn roi gây đau đớn dữ dằn trong thân xác. Còn trong tâm hồn tôi vui vẻ chịu khổ vì lòng kính sợ Người. Con người ấy đã từ giã cuộc đời như thế đó. Cái chết của ông để lại không những cho các thanh niên, mà còn cho đại đa số dân chúng một tấm gương về lòng cao thượng và một hình ảnh đáng ghi nhớ về nhân đức. Sách Ma-ca-bê 2 chương 7 câu 1 đến câu 42. Có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antiocho cho lấy roi và gân bò mà đánh họ để bắt họ ăn thịt heo là thức ăn luật Mô-xê cấm. Thay mặt cho anh em mình, một người lên tiếng nói, vua muốn tra hỏi chúng tôi cái gì? Vua muốn biết điều gì? Chúng tôi sẵn sàng thà chết, chẳng thà vi phạm luật pháp của cha ông chúng tôi. Vua tức giận ra lệnh nung một cái chảo lớn. Nung xong, vua liền ra lệnh cắt lưỡi người vừa nói thay cho anh em, lột da đầu và chặt cụt chân tay của anh ngay trước mắt các anh em và bà mẹ. Chặt chân tay anh rồi, vua truyền lệnh đưa anh còn đang thở thoi thóp đến lò lửa mà nướng. Khi khói trong chảo bốc lên, lan tỏa ra xa, bà mẹ và các anh em khích lệ nhau chết cho anh dũng. Họ nói,
Đức Chúa là Thiên Chúa, Người thấy rõ, và chắc chắn Người rủ lòng thương chúng ta, như lời ông Mô-sê nói trong bài ca của ông, để làm chứng cho mọi người rằng Đức Chúa sẽ rủ lòng thương hàng tôi tớ. Người thứ nhất bị giết như thế rồi, chúng điệu người thứ hai đến chỗ hành hình. Sau khi lột da đầu và tóc của anh, chúng hỏi: Mày có muốn ăn trước khi thân xác bị chặt ra từng mảnh không? Nhưng anh dùng tiếng của cha ông trả lời rằng không. Vì thế anh liền phải chịu các cực hình y như người thứ nhất. Khi sắp rút hơi thở cuối cùng, anh nói: Vua là một tên hung thần, vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại. Nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì luật pháp của vua vũ trụ, nên người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. Sau người này đến lượt người thứ ba bị tra tấn. Vừa được yêu cầu, anh liền thè lưỡi can đảm đưa tay ra và khẳng khái nói: Tôi có được lưỡi này, tay này là do Chúa Trời ban. Nhưng vì luật Chúa Trời, tôi coi khinh những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời tôi sẽ lấy lại được. Nhà vua và quần thần phải sửng sốt vì lòng can đảm của người thanh niên đã dám coi thường đau khổ. Người này chết rồi, người ta cũng tra tấn hành hạ người thứ tư như vậy. Khi sắp tắt thở, anh nói như sau: Thà chết vì tay người đời đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa mà hy vọng sẽ được người cho sống lại. Còn vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu. Sau đó, người ta điệu người thứ năm ra hành hạ. Anh nhìn thẳng vào vua và nói: Dù vua thuộc loài hư nát, vua lại có quyền trên người ta. Vua muốn làm gì thì làm, nhưng vua đừng tưởng Thiên Chúa đã bỏ rơi giống nòi chúng tôi. Còn vua, hãy kiên nhẫn mà ngắm nhìn quyền năng cao cả của người, xem người sẽ hành tội vua và dòng giống vua thế nào. Sau người này, người ta điệu người thứ sáu đến. Khi sắp chết, anh nói: Vua đừng có lừa dối mình mà chi. Quả thật, chúng tôi phải chịu cực hình như thế này cũng là tại chúng tôi. Vì chúng tôi đắc tội với Thiên Chúa nên mới gặp phải những điều quái gở này. Còn vua, đừng tưởng rằng vua sẽ không bị trừng phạt vì vua đã dám đứng lên chống lại Thiên Chúa. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một. Lòng bà đầy tâm tình cao thượng. Lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi. Bà nói với các con: Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Vua Antiocho cho là người mẹ sỉ nhục mình, nhưng vẫn khinh thường những lời mạt sát đó. Bởi vậy, chẳng những vua khuyên người con trai út còn sống sót, mà lại thề hứa làm cho anh ta được giàu sang hạnh phúc nếu anh bỏ tục lệ của tổ tiên. Ngoài ra, vua còn coi anh là bạn hữu và trao cho anh những chức vụ quan trọng. Nhưng vì người thiếu niên không thèm để ý gì tới, nên vua mới cho gọi bà mẹ đến và nhờ bà khuyên nhủ hầu cứu mạng cho anh. Vua phải mất nhiều lời bà mới bằng lòng thuyết phục người con. Nghiêng mình về phía anh, bà chế nhạo tên bạo chúa và dùng tiếng mẹ đẻ nói với anh những lời sau đây: Con ơi, con hãy thương mẹ, 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mẹ
mớm mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến gần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô. Và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ trả con và các anh con cho mẹ. Bà vừa dứt lời thì người thiếu niên nói: Các người còn chờ đợi gì nữa? Tôi chẳng nghe theo lệnh vua đâu, nhưng tôi chỉ vâng theo lệnh của lề luật Thiên Chúa đã ban cho cha ông chúng tôi qua ông Mô-xê. Còn vua đã bày ra đủ thứ trò độc ác để hại người Hy-ri, vua sẽ chẳng thoát khỏi bàn tay Thiên Chúa. Chúng tôi phải khổ là vì tội chúng tôi. Nếu Đức Chúa hằng sống đã giáng cơn thịnh nộ xuống chúng tôi trong chốc lát để sửa phạt và giáo huấn, thì Người lại cho các tôi tớ được hòa giải với Người. Còn vua, hỡi kẻ vô đạo và đê tiện nhất trong loài người, vua đừng có tự cao tự đại hão huyền mà nuôi dưỡng hy vọng viễn vông và đang tay hành hạ các tôi tớ Chúa Trời, vì vua sẽ không thoát khỏi án phạt của Thiên Chúa toàn năng là đấng thấu suốt mọi sự. Còn các anh của chúng tôi, sau khi đã chịu cực hình trong giây lát vì lòng trung thành với giao ước của Thiên Chúa, thì giờ đây đang được hưởng sự sống đời đời. Còn vua, khi Thiên Chúa xét xử, vua sẽ phải chuốc lấy án phạt vì tội kiêu ngạo. Phần tôi cũng như các anh tôi xin phó dâng xác hồn theo luật pháp của cha ông và khẩn cầu Thiên Chúa sớm thương đến dân tộc chúng tôi. Tôi cũng xin Người cho vua khi gặp thử thách và tai họa phải tuyên xưng rằng chỉ có Người là Thiên Chúa. Chớ gì tôi và các anh tôi là những người cuối cùng phải gánh chịu cơn thịnh nộ mà đấng toàn năng và công minh đã giáng xuống trên dân tộc chúng tôi. Bấy giờ vua nổi giận và phải ngậm đắng nuốt cay vì những lời lăng nhục ấy, nên đã trừng trị anh tàn bạo hơn những người khác. Vậy anh đã chết mà vẫn hoàn toàn trong sạch và một niềm tin cậy vào Đức Chúa. Sau cùng bà mẹ cũng đã chết theo các con. Chuyện về các bữa tiệc cúng thần và các hình khổ quái ác như thế đã đủ rồi. Sách Ma-ca-bê 2 chương 8 câu 1 đến câu 36. Ông Giu-đa Ma-ca-bê và những người cùng phe bí mật len lỏi vào các làng. Họ kêu gọi bà con thân thích liên kết những người vốn trung thành với đạo Do Thái. Họ đã quy tụ được khoảng 6.000 người. Họ cầu khẩn Đức Chúa xin Người đoái nhìn đám dân đang bị mọi người chà đạp và đoái thương đền thờ đã bị quân vô đạo làm cho ra ô uế. Họ cũng xin Người xót thương thành phố đã bị phá hủy gần như bình địa và lắng nghe máu người vô tội đang kêu lên Người. Xin Người nhớ đến các trẻ thơ vô tội bị tàn sát dã man và những lời lộng ngôn phạm đến danh Người. Xin tỏ ra lòng Người ghê tởm sự dữ. Một khi ông Ma-ca-bê chỉ huy quân đội, thì không dân tộc nào chống cự nổi, và Đức Chúa đã đổi cơn thịnh nộ thành lòng xót thương. Ông xuất hiện bất ngờ, đốt các thành và làng mạc, chiếm các vị trí sung yếu và buộc khá đông quân thù phải tháo chạy. Thừa lúc đêm tối, ông tung ra các cuộc tấn công như thế, tiếng đồn về lòng dũng cảm của ông lan ra khắp vùng. Ông Philippe nhận thấy con người ấy càng ngày càng tiến và càng thành công, nên đã viết thư cho ông Ptolemai đang chỉ huy vùng Coile Syrie và Phoenicia, xin ông đến trợ giúp công việc của vua. Ông này liền chọn ông Nicanor là con ông Patroclo và là một trong những bạn hữu thân thiết nhất của vua, rồi sai ông đem không dưới 20.000 quân thuộc mọi sắc dân đi tiêu diệt toàn thể giống nòi Do Thái. Ông còn cấp thêm cho ông Nicanor một phụ tá là ông Gorgias, một tướng lãnh dày kinh nghiệm chiến trường.
ông Nicanor chủ tính bán tù binh Do Thái lấy 60.000 ký bạc để nhà vua trả nợ triều cống cho người Roma. Lập tức ông cho người tới các thành phố miền duyên hải, mời người ta đến mua các nô lệ Do Thái và giảm bán với giá 90 tên là 30 ký bạc. Ông đâu ngờ rằng đấng toàn năng sắp giáng phạt ông. Người ta cho ông Giuđa biết là ông Nicanor đang tới gần. Ông Giuđa liền thông báo cho người của ông hay là giặc đã đến. Các kẻ nhát gan và những người không tin vào sự trừng phạt của Thiên Chúa đã chạy tán loạn khắp nơi. Những người khác thì bán hết những gì còn lại, đồng thời cầu xin Đức Chúa giải thoát những ai đã bị Nicanor vô đạo đem bán trước khi giao chiến. Nếu người không vì họ mà giải thoát, thì ít ra cũng vì giao ước người đã lập với tổ tiên họ, và vì danh oai nghiêm cao cả của người mà họ không ngớt kêu cầu. Vậy ông Giuđa Maccabê tập hợp dân quân lại, sĩ số chừng 6.000. Ông khích lệ cho họ đừng sợ kẻ thù tác oai tác quái, cũng đừng vì thấy các dân vô cớ đem nhiều quân đến đánh mà sợ. Ông khuyên họ hãy can đảm chiến đấu, đừng bao giờ quên là chúng đã xúc phạm nặng nề đến nơi thánh, đã ngược đãi hành hạ dân thành và còn phế bỏ truyền thống của cha ông. Ông nói, quả thật, bọn chúng vừa cậy vào khí giới, vừa cậy vào lòng dũng cảm của mình. Còn chúng ta tin cậy vào Thiên Chúa toàn năng. Trong nháy mắt, người có thể triệt hạ không những bất cứ ai chống lại chúng ta, mà còn có thể triệt hạ toàn thế giới. Ông còn kể lại cho họ biết tổ tiên đã được ơn phù trợ như thế nào. Chẳng hạn dưới thời Sanherib, 180.000 người đã bị tiêu diệt. Rồi trong trận chiến đánh người Galat ở Babylon cũng vậy, số người tham chiến tất cả chỉ có 8.000, cộng thêm 4.000 quân Macedonia. Thế mà lúc quân Macedonia gặp khó khăn, thì nhờ ơn trời trợ giúp, 8.000 người kia đã tiêu diệt được 120.000 địch quân và đã thu được vô số chiến lợi phẩm. Nhờ lời ông nói mà dân quân thêm can đảm và sẵn sàng chết vì lề luật, vì tổ quốc. Ông chia quân làm 4 đơn vị. Đứng đầu mỗi đơn vị, ông đặt một người anh em của ông. Đó là ông Simon, Joseph và Jonathan, mỗi người chỉ huy 1.500 quân. Ngoài ra, ông còn chỉ thị cho ông Estria đọc sách thánh, rồi sau khi ra khẩu hiệu Thiên Chúa phù hộ, chính ông chỉ huy đơn vị thứ nhất tiến đánh Nicanor. Nhờ có đấng toàn năng liên minh trợ chiến, họ đã giết hơn 9.000 quân địch, đánh bị thương và làm cụt chân tay đại đa số quân khác của tướng Nicanor, đồng thời buộc tất cả quân còn lại phải chạy trốn. Họ cũng tịch thu số tiền của những người đến định mua họ làm nô lệ. Sau khi đuổi theo quân địch một quãng đường khá dài, họ đành phải quay về vì thời giờ bắt buộc. Lúc ấy là chiều áp ngày Sa-bát rồi, họ không thể tiếp tục đuổi theo chúng được nữa. Sau khi lấy khí giới của địch và tịch thu chiến lợi phẩm, họ mừng ngày Sa-bát, hết lòng chúc tụng và ngợi khen Đức Chúa, vì chính ngày hôm đó người đã cứu thoát họ, đã mở lòng thương xót họ. Sau ngày Sa-bát, họ chia một phần chiến lợi phẩm cho những người đã bị bách hại và cho các cô nhi quả phụ. Phần còn lại, họ và con cái họ chia nhau. Chia xong, họ tổ chức cầu nguyện chung với nhau, xin Đức Chúa giàu lòng từ bi, giao hòa trọn vẹn với các tôi tớ của người. Trong cuộc giao tranh với quân của tướng Timôthê và Bắc-khi-đê, quân của ông Giuđa đã giết được hơn 20.000 tên, chiếm được những pháo đài rất cao, chiến lợi phẩm thu được nhiều vô kể. Họ chia thành hai phần đều nhau, một phần cho họ, một phần cho những người đã bị bách hại, cho cô nhi quả phụ và cho cả những người già lão. Thu khí giới của địch quân xong, họ cẩn thận đem cất vào chỗ an toàn.
còn lại bao nhiêu chiến lợi phẩm, họ mang về Jerusalem. Họ giết được tên chỉ huy, một trong những người thân cận của Timôthê. Hắn độc ác vô cùng, đã bao phen gieo tai rắc họa cho người Do Thái. Trong khi mừng chiến thắng ở quê nhà, họ thiêu sống những kẻ đã phóng hỏa đốt các cửa đền thờ, rồi thiêu luôn Calisthene đang trốn trong một cái nhà nhỏ. Thế là hắn đã nhận lấy phần thưởng xứng đáng dành cho kẻ phạm thánh. Còn tướng Nicanor đại gian đại ác, kẻ dẫn đưa 1.000 con buôn đến mua người Do Thái, thì đã bị hạ nhục bởi chính những người hắn cho là hèn hạ. Âu cũng nhờ có bàn tay Đức Chúa trợ giúp, hắn đã phải rút bỏ hết quân phục sang trọng, một thân một mình băng qua đồng ruộng mà trốn như một tên nô lệ đào tẩu. May mắn lắm hắn mới về được Antiochia, vì lúc ấy đạo quân của hắn đã bị tiêu diệt rồi. Con người này vốn hoang mang là sẽ bán tù binh ở Jerusalem, lấy tiền chu toàn phận sự triều cống người Roma. Nay hắn phải tuyên bố rằng người Do Thái có vị thần nào đó bảo vệ, nên không thể bị hại bao lâu họ còn sống theo lề luật vị ấy truyền. Sách Ma-ca-bê 2 chương 9 câu 1 đến câu 29. Vào thời ấy, vua Antiocho đã phải rút lui khỏi các miền thuộc Ba Tư, chẳng vẻ vang chút nào. Số là vua đã đến một thành phố tên là Persepoli, xông vào cướp của đền thờ và chiếm luôn thành ấy. Vì thế, dân thành đã đứng lên cầm khí giới tự vệ. Bấy giờ, dân bản xứ đánh cho vua Antiocho phải bỏ chạy và xấu hổ rút quân. Trong lúc đang ở Ecbatan, vua nghe biết những chuyện đã xảy đến cho tướng Nicanor và cho quân của tướng Timôthê. Vua đùng đùng nổi giận, tưởng rằng sẽ trút được lên đầu người Do Thái nỗi nhục mình đã trải qua khi phải tháo chạy. Vì thế, vua ra lệnh cho người đánh xe phải phóng thẳng một mạch không được ngừng. Vua tự cao tự đại tuyên bố: đến Jerusalem ta sẽ biến thành này nên mồ chôn tập thể cho bọn Do Thái. Vua đâu biết rằng bản án từ trời đang chờ đợi vua. Quả thế, vua vừa nói xong thì Đức Chúa Thiên Chúa của Israel là đấng thấu suốt mọi sự đã bắt vua mang một chứng bệnh không thuốc chữa và không ai thấy. Ruột gan vua quặn đau dữ dội, hết cơn này đến cơn khác. Âu cũng là chuyện hợp lý thôi, bởi vì vua đã từng làm cho bao người khác phải đau lòng xót dạ và bắt họ chịu vô vàn nỗi thống khổ chưa từng thấy. Thế nhưng vua vẫn không chừa được tính ngạo nghễ, vẫn giữ thói kiêu căng, cứ phun lửa giận trên đầu người Do Thái, nên mới ra lệnh phải chạy mau hơn nữa. Xe đang chạy ầm ầm thì đột nhiên vua ngã văng ra thật mạnh, khiến toàn thân đều bị thương tích. Chỉ vừa mới đây, vì kiêu ngạo không ai bằng, vua tưởng mình có quyền ra lệnh cho sóng biển, có sức đem đỉnh núi đặt lên bàn cân, thì bây giờ vua phải nằm sóng sượt trên mặt đất và phải nhờ người khác cáng đi. Điều đó chứng tỏ cho mọi người thấy quyền năng của Thiên Chúa. Khắp thân mình kẻ vô đạo ấy dòi bọ cứ nhung nhúc, và tuy vua còn sống, thịt cứ rữa ra từng mảng làm cho vua đau đớn vô cùng. Mùi hôi thối xông lên khiến cả đạo quân không sao chịu được. Mới một lát trước đây, vua tưởng chừng như sao trên trời cũng ở trong tầm tay, thì giờ đây không ai thèm khiêng vua nữa, vì không chịu nổi mùi hôi thối nồng nặc. Mãi đến lúc này, khi toàn thân đã rửa, vua mới bắt đầu chừa được thói kiêu ngạo thái quá, mới biết thân biết phận. Nhờ trận đòn Thiên Chúa giáng xuống và nhờ những cơn đau không ngớt hoành hành, chính vua cũng không sao chịu nổi mùi hôi thối của mình nên đã nói: suy phục Thiên Chúa là phải đạo, đã mang thân phận phải chết thì đừng nghĩ mình ngang hàng với Thiên Chúa. Vua gian ác này đã khấn hứa với Chúa Tể:
nhưng người đâu còn xót thương vua được nữa. Vua đã hứa là sẽ tuyên bố thành thánh được tự do, nơi trước đây vua hăm hở đến nhằm phá cho bình địa và biến thành mồ chôn tập thể. Còn những người Do Thái và con cái họ, trước kia vua xét là chẳng đáng được chôn, chỉ đáng quẳng cho mãnh thú và cho chim săn mồi, thì nay vua hứa là sẽ cho được bình quyền với dân thành Athena. Vua còn hứa là đền thánh vua đã cướp phá thì vua sẽ dâng cúng những báu vật tuyệt hảo để trang hoàng, đồ thờ thì vua cũng sẽ đền gấp bội, còn các khoản chi phí cho việc tế tự vua sẽ lấy quỹ riêng mà đài thọ. Cuối cùng vua hứa sẽ trở thành tín đồ Do Thái, và bất cứ nơi đâu có người ở, vua sẽ đến công bố quyền năng của Thiên Chúa. Nhưng đau đớn vẫn không giảm chút nào, vì án công minh của Thiên Chúa đã giáng xuống. Trong tình trạng tuyệt vọng, vua đã viết cho người Do Thái một lá thư được ghi lại dưới hình thức một lời thỉnh nguyện, nội dung như sau: Antiocho là vua và là thẩm phán tối cao, gửi thần dân Do Thái quý mến, lời chào nồng nhiệt và lời chúc khang an thịnh vượng. Nếu các ngươi và con cái được an mạnh, công ăn việc làm được như ý, thì ta tạ ơn Thiên Chúa hết lòng. Phần ta tuy đang liệt giường và kiệt sức, nhưng vẫn nhớ đến lòng kính trọng và tấm thịnh tình các ngươi dành cho ta. Từ các miền thuộc Ba Tư trở về, ta đã lâm trọng bệnh, nên ta tưởng cần phải lo cho nền an ninh chung của mọi người. Ta không thất vọng về sức khỏe của mình, trái lại vẫn rất hy vọng được khỏi bệnh. Nhưng ta thấy xưa kia, mỗi khi đi chinh phạt các miền thượng du, phụ vương ta đều đã chỉ định người kế vị, để nếu có chi bất ngờ xảy đến, hoặc có tin gì đồn ra, thì thần dân biết việc triều chính đã được trao cho ai rồi, khỏi lo lắng gì nữa. Ngoài ra, ta cũng biết rằng, các vương hầu lân bang, các thủ lãnh của các nước chung quanh vương quốc hằng rình rập thời cơ, chờ cho biến cố bất ngờ xảy tới. Vì thế, nay ta chỉ định hoàng tử Antiocho lên kế vị. Đã nhiều lần ta ân cần gửi gắm hoàng tử cho nhiều người trong các ngươi, mỗi khi ta lên các tỉnh miền thượng du. Ta cũng viết cho hoàng tử lá thư đính kèm. Vậy ta khuyến cáo, ta yêu cầu các ngươi hãy nhớ lại các ân huệ chung hay riêng ta đã ban. Mỗi người hãy giữ mối thiện cảm vẫn dành cho ta và cho hoàng tử. Quả thật, ta xác tín rằng hoàng tử sẽ nghiêm chỉnh theo đuổi đường lối của ta trong tinh thần khoan dung và nhân đạo, mà sống hòa hợp với các ngươi. Như vậy, vua sát nhân và lộng ngôn này đã phải chịu đau đớn kinh khủng, như chính vua đã làm cho người khác phải đau khổ. Vua đã chịu số phận hẩm hiu là kết liễu cuộc đời nơi đất khách quê người trên miền rừng núi. Ông Philippe, người bạn của vua từ thời thơ ấu, đã mang xác vua về, nhưng vì sợ hoàng tử của vua Antiocho, ông Philippe đã lánh qua Ai Cập, sống với ông Ptolemy Philometo. Sách Maccabe 2 chương 10 câu 1 đến câu 38. Nhờ có Đức Chúa hướng dẫn, ông Maccabe và các chiến hữu đã chiếm lại đền thờ và thành phố. Các bàn thờ do quân dị chủng xây tại quảng trường cũng như các nơi thánh họ đều triệt hạ. Sau khi đã thanh tẩy đền thờ, họ làm một bàn thờ khác dâng lễ toàn thiêu. Họ đập đá lấy lửa, dùng lửa đó mà dâng hy lễ sau 2 năm gián đoạn. Họ cũng thắp hương, đốt đèn và dâng bánh tiến như đã làm trước kia. Làm xong, họ sấp mình phủ phục, nài xin Đức Chúa đừng để họ lâm vào những thảm họa vừa qua. Nếu họ còn phạm tội, thì xin người mở lượng khoan dung mà sửa phạt, chứ đừng trao nộp họ vào tay những dân phạm thượng và dã man. Ngày đền thờ được thanh tẩy cũng là ngày trước kia đền thờ bị quân dị chủng làm ô uế. Đó là ngày 25 tháng Kít Lêu. Họ hân hoan mừng lễ 8 ngày liền theo kiểu mừng lễ lều.
Nhớ những ngày họ mừng lễ lều trước đó ít lâu, khi họ sống trong đồi núi và hang động như loài dã thú. Vì thế, tay cầm những bó hoa sim, những cành lá xanh tươi và những tàu trà là, họ cất lên những bài ca để chúc tụng đấng đã làm cho việc thanh tẩy nơi thánh của người được thành tựu mỹ mãn. Họ đã bỏ phiếu quyết định và chỉ thị cho toàn dân Do Thái hàng năm phải mừng các ngày lễ ấy. Trên đây là những gì liên quan đến cái chết của vua Antiocho, hiệu Epiphane. Nay chúng tôi xin trình bày các biến cố dưới triều vua Antiocho Epiphanes, con của vua vô đạo ấy. Chúng tôi lược tóm các tai họa do chiến tranh gây nên. Số là vua Epiphanes vừa nắm quyền cai trị vương quốc đã chỉ định một ông Lycia nào đó làm tể tướng và làm tổng trấn miền Coile, Syria và Phoenicia. Ông Ptolemy cũng gọi là Macron, thấy người ta bất công với dân Do Thái nên ông là người đầu tiên đã đối xử công bằng với họ và cố gắng lấy tinh thần hiếu hòa mà cai trị họ. Do đó, ông đã bị các bạn hữu của vua Epiphanes tố cáo với vua. Lúc nào ông cũng nghe người ta gọi mình là đồ phản bội, vì ông đã bỏ đảo Síp do vua Philometo trao phó cho ông và đã về quy thuận vua Antiocho Epiphanes. Rồi vì không có khả năng chu toàn chức vụ, ông đã uống thuốc độc từ giã cuộc đời. Tướng Gorgias một khi được làm tổng trấn của vùng đã mộ lính đánh thuê và lợi dụng mọi cơ hội để gây chiến với người Do Thái. Cùng lúc ấy, cậy mình có những pháo đài kiên cố, người Idume quấy nhiễu người Do Thái. Họ lại còn tiếp đón những kẻ bị trục xuất khỏi Jerusalem và tìm mọi cách để gây chiến. Ông Maccabe và các chiến hữu đã khẩn khoản nài xin Thiên Chúa cùng với họ chiến đấu. Rồi họ xông tới các pháo đài của người Idume. Họ tấn công như vũ bão, chiếm các vị trí ấy và đẩy lui tất cả quân địch đang chiến đấu trên tường thành. Ai rơi vào tay họ là họ giết. Họ đã hạ sát không dưới 20.000, ít nhất có 9.000 tên trốn vào hai tháp canh rất kiên cố, được trang bị đầy đủ để có thể cầm cự lúc bị bao vây. Ông Maccabe để các ông Simon, Joseph và Zaccai ở lại đó cùng với số quân cần thiết để bao vây chúng. Còn chính ông thì thân hành đến những nơi nào cần hơn. Nhưng quân lính của ông Simon tham lam nên đã bị một số người trong các tháp canh ấy dùng tiền mua chuộc. Họ đã nhận 70.000 quan tiền và để cho một số địch tẩu thoát. Được tin này, ông Maccabe liền triệu tập các thủ lãnh trong dân lại và kết tội những kẻ vì tham tiền mà bán đứng anh em, thả kẻ thù ra để chúng đánh lại. Ông xử tử những kẻ can tội phản bội và lập tức ông chiếm được hai tháp canh. Bách chiến bách thắng, ông tiêu diệt hơn 20.000 địch trong hai pháo đài ấy. Tướng Timôthê trước đây đã bị người Do Thái đánh bại, nay chiêu mộ vô số lính đánh thuê và tập trung rất nhiều chiến mã từ Asia đưa về. Ông tiến đến Jude nhằm dùng vũ lực chiếm lấy xứ này. Khi ông ấy đến gần, ông Maccabe và các chiến hữu liền khẩn cầu Thiên Chúa, bỏ bụi đất lên đầu, mặc áo vải thô, sắp mình phủ phục ngay dưới chân phía trước của bàn thờ, dâng lễ toàn thiêu. Họ xin người thương xót và trở thành kẻ thù của kẻ thù họ, đối phương của đối phương họ như lề luật đã nói rõ. Cầu nguyện xong, họ mang khí giới đi ra khỏi thành một quãng khá xa. Đến gần kẻ thù họ dừng lại. Bình minh vừa ló rạng, đôi bên giáp chiến. Một bên tin chắc sẽ chiến thắng vẻ vang vì dựa vào lòng dũng cảm của mình, đồng thời vào sự trợ giúp của Đức Chúa, còn bên kia lấy căm thù làm động lực chiến đấu. Đang khi trận chiến diễn ra ác liệt,
thì quân địch thấy trên trời xuất hiện năm nhân vật lẫm liệt oai phong, cưỡi ngựa ngậm hàm thiết vàng, chỉ huy quân Do Thái. Các vị này kéo ông Ma-ca-bê vào giữa, lấy áo giáp của mình che chở cho ông, giữ gìn ông cho khỏi bị thương tích. Mặt khác, các vị này bắn tên và cho sét đánh vào quân địch, khiến chúng lòa mắt, hốt hoảng bỏ chạy tán loạn và bị đánh tan tành. 20.500 tên địch và hơn 600 kỵ binh đã bị hạ sát. Chính tướng Timôthê phải trốn vào một pháo đài rất kiên cố gọi là Geze, do tướng Khairia chỉ huy. Ông Ma-ca-bê và các chiến hữu đã hăng say phấn khởi, vây thành này được 4 ngày. Những kẻ bên trong ỷ vào địa thế an toàn nên cứ nặng lời phạm thượng và thốt ra những câu thô lỗ tục tằn. Rạng sáng ngày thứ năm, 20 thanh niên trong đội quân của ông Ma-ca-bê bừng bừng giận dữ vì những lời lộng ngôn, đã anh dũng xông lên tường thành. Như những con thú đang nổi giận, họ gặp ai giết nấy. Những người khác cũng tiến lên đánh tập hậu những kẻ bị vây hãm bên trong, phóng hỏa đốt các tháp canh và nhóm lửa thiêu sống bọn lộng ngôn. Trong khi đó, 20 thanh niên kia phá cổng đón cánh quân còn lại tiến chiếm thành. Họ hạ sát tướng Timôthê đang trốn trong một bể nước. Họ giết luôn tướng Khairia, em ông, cùng với ông Apolophane. Sau chiến thắng này, họ hát những bài thánh thi, những câu ca ngợi mà chúc tụng Đức Chúa là đấng đã ban xuống cho Israel bao hồng ân cao cả và đã cho họ chiến thắng quân thù. Sách Ma-ca-bê 2 chương 11 câu 1 đến câu 38. Ít lâu sau, hoàng thân Lycia là người giám hộ của vua và cũng là quan nhiếp chính, vô cùng phẫn uất vì những sự việc đã xảy ra. Ông tập hợp chừng 80.000 bộ binh và toàn thể kỵ binh rồi lên đường tiến đánh người Do Thái. Mục đích của ông là biến Jerusalem thành nơi cư trú cho người Hy Lạp, bắt đền thờ phải nộp thuế như các đền thờ của dân ngoại và hàng năm bán chức thượng tế. Ông chẳng đếm xỉa gì đến quyền năng của Thiên Chúa, nhưng lại quá tự tin vì có hàng vạn bộ binh, hàng ngàn kỵ mã và có đến 80 thớt voi. Vào xứ Giu-đê, ông tiến gần đến thành Bết-xua, một trọng điểm cách Jerusalem chừng 28 cây số, và vây hãm thành ấy. Ông Ma-ca-bê và các chiến hữu nghe biết ông Lycia đến công hãm các pháo đài, liền cùng với dân chúng khóc than kêu cầu Đức Chúa xin người sai một sứ giả kịp thời đến cứu Israel. Rồi chính ông Ma-ca-bê là người đầu tiên cầm khí giới, khích lệ mọi người cùng với ông liều mạng cứu thoát anh em. Nhiệt khí bừng bừng, họ nhất tề xông vào trận chiến. Lúc họ đến gần Jerusalem thì bỗng có một kỵ binh mình mặc áo trắng, tay cầm khí giới bằng vàng hiện ra chỉ huy họ. Mọi người đồng thanh chúc tụng Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Họ cảm thấy hăng say phấn khởi, đến nỗi sẵn sàng đâm chém không những kẻ thù mà cả đến những con thú dữ dằn nhất. Thậm chí ngay vách sắt tường đồng họ cũng sẵn sàng chọc thủng. Nhờ có Đức Chúa xót thương và được một đồng minh từ trời xuống giúp, họ dàn trận tiến lên. Như sư tử vồ mồi, họ xông vào quân địch, hạ sát 11.000 bộ binh, 1.600 kỵ mã và buộc tất cả những tên khác phải tháo lui. Đại đa số bọn chúng bị thương, trút hết binh giáp, chạy cứu lấy mạng. Chính Lycia cũng phải đào thoát thật nhục nhã ê chề. Nhưng ông Lycia không phải là người thiếu thông minh. Ông nghĩ lại việc thất trận vừa qua và nhận ra rằng sở dĩ người Hippri bách chiến bách thắng là nhờ có Thiên Chúa toàn năng liên minh trợ lực. Ông sai sứ giả đến với họ, đề nghị một hòa ước dựa trên những điều kiện thỏa đáng, và ông hứa sẽ thuyết phục nhà vua làm thân với họ. Tất cả những điều ông Lycia đề nghị, ông Ma-ca-bê đều ưng thuận.
vì chỉ quan tâm đến lợi ích chung. Cũng thế, những gì ông Maccabe đề nghị trong văn thư gửi ông Lysia liên quan đến người Do Thái đều được nhà vua chấp nhận. Sau đây là nội dung bức thư ông Lysia gửi cho người Do Thái. Lysia gửi lời chào thăm toàn dân Do Thái, các ông Gioan và Absalom được anh em cử đến gặp tôi sau khi trình văn thư đính kèm, đã yêu cầu tôi chấp thuận những điều khoản được nêu ra trong đó. Vì thế tất cả những gì cần trình lên nhà vua tôi đã đệ trình, còn những vấn đề có thể giải quyết tôi đã chấp thuận. Vậy nếu anh em tiếp tục giữ thái độ hợp tình hợp lý đối với lợi ích quốc gia, thì trong tương lai tôi sẽ cố gắng phục vụ lợi ích của anh em. Còn những vấn đề phụ thì theo chỉ thị của tôi, sứ giả của anh em và đại diện của tôi sẽ thảo luận với nhau. Chúc anh em vạn an năm 148 ngày 24 tháng Dio Corinto. Còn chiếu chỉ của nhà vua thì có nội dung như sau. Vua Antiocho gửi lời chào thăm người anh em Lysia. Từ khi phụ vương ta về sum họp với chư thần, ta hằng mong muốn cho thần dân trong vương quốc được an cư lạc nghiệp. Ta nghe biết người Do Thái không chịu sống theo phong tục Hy Lạp như phụ vương ta mong muốn, nhưng lại thích sống theo phong cách riêng của mình hơn, nên ta đã xin được giữ các luật lệ của mình. Nay vì muốn cho dân tộc ấy được sống yên hàn, ta quyết định trả lại đền thờ cho chúng và cho phép chúng sống theo tục lệ cha ông. Vậy ngươi hãy cho sứ giả đến gặp chúng và bắt tay làm hòa, để một khi biết được ý muốn của ta, chúng an tâm và vui vẻ làm ăn sinh sống. Còn chiếu chỉ của vua gửi cho dân Do Thái thì có nội dung như sau. Vua Antiocho gửi lời thăm hỏi hội đồng kỳ mục và các người Do Thái khác. Các ngươi được vạn an thì quả là điều ta mong ước. Phần ta vẫn được khang kiện. Menelao đã trình cho ta biết nguyện vọng của các ngươi là trở về nhà mình làm ăn sinh sống. Vậy tất cả những ai